mình đặt sẵn bên dưới nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng, hãy click vào đường link các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Qua nội dung của đoạn video mình chia sẻ vừa rồi thì sản phẩm ngày hôm nay mình muốn gửi đến các bạn đó chính là một bộ nhã kem đánh răng tự động nha các bạn. Các bạn có thể mua về sử dụng trong nhà tắm của mình, nó vô cùng tiện ích luôn. Thì bộ nhã kem tự động này được thiết kế rất là nhỏ gọn và đầy đủ các chức năng. Các bạn có thể tham khảo qua một số hình ảnh của shop nè. Đó, nhìn rất là đẹp, rất là gọn ha. Ngoài ra thì ở shop này còn có video chia sẻ sản phẩm trực tiếp nên các bạn có thể an tâm về tính tiện ích cũng như chất lượng sản phẩm nha. Các bạn nếu có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nhé. Đây là một shop yêu thích trên Shopee ha, được đánh giá là 4.9 sao nè, với 4.000 sản phẩm đã bán rồi, và giá từ 59.000 cho đến 219.000 một bộ sản phẩm như thế này. Giá như thế này là bởi vì sao? Bởi vì cái bộ sản phẩm này nó sẽ có thiết kế là đi theo cái số lượng cốc á các bạn. Ví dụ như bộ sản phẩm là 2 cốc thì giá sẽ là 149.000, còn nếu như bộ sản phẩm là 3 cốc thì sẽ là 185.000 đó. Còn nếu mà bộ sản phẩm không có nhã kem như thế này thì 139.000. Nói chung là có rất là nhiều sự lựa chọn cho các bạn. Các bạn có thể lựa chọn cho mình một bộ sản phẩm mình cảm thấy phù hợp với cái nhu cầu của mình nhất ha. Xem qua một số đánh giá của khách hàng nè. Đánh giá 5 sao, đẹp, sang, nhìn rất phong cách và có gu. Đó, bộ sản phẩm được mua về và lắp đặt rồi nè các bạn, nhìn rất là đẹp ha. Trên đây các bạn có thể để những cái vật dụng như xà bông, như là sữa tắm, dầu gội vân vân. Đó, hàng chuẩn theo mẫu mã đẹp, đóng gói cẩn thận, nhìn rất là đẹp luôn ha các bạn. Đó, sản phẩm đóng gói rất kỹ càng, nhìn rất sang, cảm ơn shop nhiều nhé. Nói chung thì đối với dòng sản phẩm này mình đã biết được cái tính tiện ích của nó và bản thân cũng đã sử dụng. Đây là một sản phẩm cực kỳ tiện ích nha các bạn. Các bạn khi sử dụng cảm thấy vô cùng thoải mái và nhà tắm của mình trở nên lịch sự hơn, sang trọng hơn. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.